là không có bị chú đi thì chú đi như nào, chú đi thử con coi nào, chú cứ đi một vòng chú bán đi xong rồi chú lại đây rồi con gửi chú quà. Quà không ăn có đi được lết luôn à. À lết đĩa không có bỏ được. Chú đi thử một đoạn con coi nào. Cái chân này cũng không đứng lên được. Nhưng mà nếu mà mình cứ bò thế thì nó dơ hết người. Dạ, để mình cái xe này nó sạch. À, vậy là chú cứ phải bò như thế thôi. Còn bây giờ cái này có liệu có chữa được không? Để cho nó đi lại bình thường ấy. Không. Không. Tại vì mình sốt bại liệt mà, đâu có đi lại bình thường được. Thế chú lên xe, chú làm cách nào chú lên thử con coi nào. À, coi là phải dùng lực của tay để chống hết. Còn cái chân thì bây giờ không có làm ăn gì được. Thế rồi mình đi lại di chuyển thì bây giờ chú đi một đoạn con coi nào. À, đây chú có cái đây. Chú đi sang tới bên kia không? Chú quay lại ạ. À, vậy là chú cứ bò sát ở đây. Đây bò sát đây để đi. Đây chú quay lại này. Rồi chú ơi, thế chú bò thế thì có mệt không? Thì ở trong nhà đi vòng vòng ra thì nó cũng mệt. Mà mình bán mình đi xa vậy nó mệt. Bán mình đi xa mệt. Thế còn cái này để làm gì đấy chú? Cái này có khi mình gửi bên bưu điện nè, cái mình khóa lại. Gửi bưu điện khóa lại. Còn cái chốt này? Cái chốt này hồi đó mình bắt ốc để cây dù. À, bắt ốc để cây dù, còn bây giờ thôi bỏ cây dù rồi. À. Chú bán này thì có ai họ mua chịu không? Có nợ không? Dạ. Có ai giống như mua thiếu không? Có. À, lại, như này mà sao lại còn mua thiếu nữa? Cái đó bán, mình bán mối phải chịu. À, rồi bán mối là phải chịu. Dạ. À, bữa nào ta có tiền thì ta đưa, không có thì mình phải bán chịu cho anh ta. À vậy ạ. Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. À, bây giờ thì mình đang có mặt ở chợ Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Và nhìn thấy đây có một chú đi bán vé số này. Đấy, chú ơi, con chào chú. Chú bán này còn nhiều vé không? Còn có mười mấy tờ. Mười mấy tờ. Một ngày chú lấy nhiêu tờ chú? Trăm mà. Trăm tờ. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi chú? 58 tuổi. Ôi, 58 mà xương gió phủ đời trai thế này. Chú, chân chú bị sao đấy? Bị sốt bại liệt á. Bị sốt bại liệt, sau đó là chân nó rút xuống như này. Dạ. Và bây giờ mình có đứng dậy đi lại được không chú? Không, bò không à. Kể cả ở nhà cũng bò luôn. Dạ. Đây chú làm nghề bán vé số này được bao năm rồi? Lâu rồi. Lâu là bao lâu? Hồi cái vé 1000 đồng tới giờ. Là được 10 năm chưa? Hơn rồi. Hơn 10 năm rồi. Chú có vợ con gì không? Dạ, có vợ được đứa gái. À, một vợ, hai con hay một con? Một. Một vợ, một con. À. Rồi cái xe này là của chú là xe hơi à? Không, cái này mướn người ta đóng cho mình. À, mướn người ta đóng. Và là xe có 4 bánh luôn. Dạ. Thì hàng ngày chú thường hay bán ở đâu? Bán ở đây không ạ? À? Ngày nào cũng bán ở chợ này. Một ngày thì bán được nhiêu vé chú? Trăm. Trăm vé thì lời nhiêu tiền chú? Trăm ngàn. Trăm vé lời 100 ngàn. Vậy thì có đủ sống không? Thì cũng qua ngày được. Cũng qua ngày. Dạ. Rồi vợ con chú thì làm gì? Bệnh. Vợ bệnh. Nhà chú ở gần đây không? Ở Trà Vinh đó. Ở Trà Vinh là cũng ở đây đúng không? Dạ, tỉnh Trà Vinh đó. Nhưng mà ý là cách đây xa không? Cách đây mà là 2 mấy cây, gần 30 cây. Ồ, vậy đi, vậy chú đi tới đây bằng phương tiện gì? Xe buýt sáng. Đi xe buýt đó. Dạ. Được, đi xe máy. Chú có xe máy 3 bánh đi được không? Được. Nhưng mà chú có xe máy đúng không? Dạ. Chú có xe máy 3 bánh không? Không.
đi xe buýt xuống. Đi xe buýt thì có mất tiền không chú? Thì 10.000. 10.000 à. Thường là chú cứ bán sáng thì bán mấy giờ? Thì sáng 7 giờ là có mặt ở đây rồi. 7 giờ có mặt ở đây. Giờ mấy giờ về? Tới chiều mới về. Ủa thế vậy là sáng lấy bao nhiêu tờ? Thì mình bán hết rồi mình lấy thêm 100 vé ngày mai mình bán luôn. Vậy chiều mới dạ. mới lấy tiếp à hay sao? Dạ, chiều mới lấy. Vậy là bán xong đây chú nghỉ. Dạ. Nghỉ ngơi, xong đó chiều đợi lấy vé số. Dạ. Xong đi về nhà. Dạ. Xong rồi ngày mai mang cái vé số đi bán. Rồi con hiểu rồi. Ấy chú bán này thì có khi nào mà bị mất vé số không? Có chứ. Sao mà mất chú? Sáng nay vô chợ bán đi đẩy lề, theo lề lộ này nè là tụi nó đi xem ra hai người không à, nó kêu tóc ra cái cho mình đếm, đếm xong bắt đầu nó móc bóp ra nó bỏ cái số vô trong bóp rồi bắt đầu nó đề ba nó giọt à, nó dạ. Bởi vì bán chợ không à, bị hai lần à, bán ở chợ là an toàn hơn đúng không? Chào quý cô bác anh chị, thì hôm nay Tuấn Dương có mặt ở chợ Càng Long và bây giờ thì mình đang tới để mua những cái phần quà Tết để gửi những người có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay mình sẽ mua một cái phần quà Tết ở đây là gồm có một cái túi này là gạo thơm thượng hạng. Loại này điểm 10 cho chất lượng. Một gạo này là một cái gạo mà mắc tiền nhất từ trước đến nay mà từng mua. Kế đó là có một cái thùng mì. Mì đây là mì thì ba miền nhưng mà trong là tôm hùm luôn. Rồi một gói bánh quy. Một ký đường. Một gói muối sấy iốt. Một chai nước mắm Chinsu đệ nhị. Một trang Chinsu tam thái tử. Và một chai dầu ăn cao cấp Tadico. Thì cái này sẽ tặng cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Trà Vinh. Thì cũng nhân cái chuyến mình đi về đây để khảo sát cho quà những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình ghé để mua và lát xíu sẽ vào từng hộ để trao quà. Thì cái món quà này là của chú Danh Thương Phế Binh. Chú có gửi trước, chú có còn dư một cái số tiền chú gửi Tuấn Dương thì Tuấn Dương sẽ dùng cái số tiền đó để mà chia cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì bây giờ mình đang nhờ các cô ấy đóng bịch để mang đi cho những cái người mà mình đã nhờ một anh bạn ở dưới Trà Vinh khảo sát rồi. Cái túi này có đủ chắc không chị? Không. Em xách cho nó rớt cái. Đó. Con lớn nó hung dữ lắm á. Kè kè luôn quay cái mặt con qua cái lớn cho ai nó tiếng vậy. Cô bán hàng có con chó dễ thương quá. Chó của cô tên gì đấy cô? Lulu, Lulu. Hello Lulu. Rồi chào hai mẹ con nhà Lulu nhá. Ngoại nãy ngoại cầm cái to đâu đưa cho anh coi mà ngoại ơi. Cái to nãy ông ngoại tính nó đưa cho anh coi. Trả tiền cho. Rồi cảm ơn chị nhé. Ông từ đâu lên chú? Ông biết chú hay bán ở đây không? Bán giống như ông ấy bán là bán cho ông ấy hay ông có phải cho ai tiền không? Giống như là có ai chăn dắt của ông gì không? Dạ. Và nhưng mà thường thấy hay bán ở đây đúng không? Dạ rồi cảm ơn chú. Đây các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ lại để hỏi chú ấy. Chú ơi đây bây giờ con để cái món quà này lên xe của chú được không? Đây thì hôm nay con mang cái món quà này là của chú Danh Thương Phế Binh. Gửi chú là đây là gạo ngon này, mì gói này, bánh quy này, đường, bột ngọt, nước tương, muối. Đó thì gửi chú để chú ăn Tết. Chú cho con biết là chú họ và tên là gì chú? Khánh Ngọc.
Chú Khánh Ngọc, năm nay chú bao nhiêu tuổi ạ? 58. 58 tuổi. Quê chú ở đâu? Chú nói cái địa chỉ của chú ấy. Phường 8 khóm 8. Phường 8 khóm 8. Ở chú có số điện thoại không? Phường 8 khóm 8 cái gì nữa? Thì ở đó phường 8 khóm 8 huyện Châu Thành ấy. Bây giờ này con hỏi cái địa chỉ của chú ấy, là sẽ có người còn giúp chú nữa. Dạ. Thậm chí là người ta gửi tiền về tận nơi cho chú hoặc các đoàn từ thiện khác. Tại vì khi mà con giới thiệu chú là sẽ có rất nhiều người giúp chú, nên nếu mà chú muốn giúp lần thứ hai thì chú phải cho địa chỉ thật chính xác. Chứ chú đọc khơi khơi thế con chưa hiểu luôn. Chú có giấy tờ gì đi theo không? Không, có số điện thoại à. Bây giờ chú viết cái địa chỉ của chú biết viết không? Biết, khóm 8 phường 8 đó. Bây giờ chú viết họ và tên với địa chỉ vào một tờ giấy cho con. Không biết chữ á? À, thôi bây giờ chú họ và tên là gì? Khánh Ngọc á. Khánh Ngọc. Lê Khánh Ngọc. Địa chỉ là nào chú nhỉ? Khóm 8 phường 8. Khóm 8 phường 8. Xã gì? Đào Nguyệt Hóa. Xã Nguyệt Hóa. Xã Nguyệt Hóa. Thôn gì ạ? Thì ở đó khóm 8 phường 8. Khóm 8 phường 8 xã Nguyệt Hóa. Huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại của chú ạ. Đây chú không biết chữ nhé các bạn, nên là bảo chú viết địa chỉ chú không có viết được. Ai à, chú có điện thoại khủng long quá. Rồi mình cũng không biết. Không biết số điện thoại đúng không? Xài lâu lắm rồi, giờ chú lấy máy mình bấm vô máy chú. Rồi được rồi. Không có cây mới nghe, không nhớ số điện thoại. Không nhớ số điện thoại đúng không? Đây chú không biết số phone nên là đây số phone của chú là 0979679665. Đây mình gọi thử lại theo cái số của chú nha, 0979679665. Đây kêu rồi đúng không chú? Dạ. À, rồi. Vâng, chú tắt đi được rồi chú. Lần này mình đã phụ nó đừng có ngày luôn á. Khánh Ngọc cảm ơn chú Danh. Dạ. Đã tặng quà cho em ăn Tết. Vâng. Vâng. Nhiều. Rồi, chúc chú và gia đình ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Về con chú năm nay lớn chưa? Có hai đứa cháu ngoại rồi. À vâng. Rồi đây đây chú. Nó ở bên chồng á. Vâng, chú mang bánh về cho các cháu nha. Dạ. Rồi rồi. Thôi giờ còn mấy tờ vé số? Còn mấy tờ. À còn mấy tờ chuẩn bị thôi đi bán nốt dạ. Nhá. Rồi thôi chú đi đi ạ. Ông cụ mua. Giờ chú sẽ gọi đem vé ra chỗ tài đi, em kêu xe nào hôm qua lấy sẵn ổng đi gọi xe ôm để chở quà về. Đem ra chỗ tài đi sẵn. Đây ông cụ đi mua bánh. Cụ thế còn hay ghê á. Chín mấy mà còn ngon lắm. Còn ngon lắm. Không chịu. À 98 tuổi. 98 tuổi. 100 đêm đêm vẫn mặn mà yêu thương mà. Dạ dạ. Đây thì thấy một cái trường hợp này chú này nữa thì sẽ nhờ anh bạn của Tuấn Dương mang quà tới để cho chú. Chú một phần quà Tết. Rồi chào chú. Chú ơi, hôm nay chú cho con hỏi họ tên chú là gì? Chú tên là gì chú? Họ và tên của chú? Tên Hiện. Chú Hiện. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Tuổi gà. Con gà là gà trống lớn hay là gà mái? Hay là gà con? Gà trống lớn là nhiêu tuổi? Năm chục tuổi. Là có vợ con thì ông chú? Không có vợ con thì cha. Không có vợ? Không có vợ. Là chân của chú bị sao ấy? Bị từ nhỏ lớn, bị hồi đó bị chích thuốc á. Chích thuốc. Chích thuốc sau đó rồi chân này bây giờ có đứng dậy đi lại được không chú? Đi đâu được. Đi bò hay làm nào? Là đi hai cái đầu gối không á. Thế còn cái xe này thì đi như thế nào? Đi cái xe này thì đi được xe này nó cũng cho này. Vâng. Trong nhà đài á. Nhà đài cho. Còn cái đây là chú ăn sáng à? Đang ăn sáng. Thôi thế chú ăn ra đi. Chú ăn đi. Làm sẵn con này làm sẵn. Đưa để xe chạy đi.
đâu chú ăn thử đi con coi nào, chú ăn đi. Ăn đi, ăn coi cho nó quay phim vô kìa, đang đây cho anh đều quà đâu cái tiền. Vé số này để nhờ các cô này mua giùm thế này. Mua rồi. À mua rồi. À. Đây. Để vậy mà ta bán. Và đành lòng là giật cuốn người ta. Cũng có người giật đấy chị. Rồi có người giật người đó. Người ta giật xong là cho tiền hay chú hay sao? Giật chạy đi, chạy. Giật chạy luôn đó. Người ta làng không à. Khóc. Khóc. Khóc xong ông Bụt có hiện ra không? Ông Bụt đâu hiện đâu. Đó, tưởng là khóc thì ông Bụt hiện ra chứ. Vậy chú cũng mua hủ tiếu này là chú mua hả? Mua. Ta bưng lại cho. Mua xong cũng có người bưng lại cho chú ăn. Hỏi hai tờ số ạ. Hai tờ vé số. Hai tờ vé số mới có được một cái tô hủ tiếu. Hai tờ vé số. Vàng á. Vàng bốn cái chặt đó. Em bé thấy thương mà nó không có dám sợ. Cái tay kia là mình cũng không bưng bưng tô lên được hả chú? Bưng được đúng không? Bưng là nó yếu. Bọn nào giật cơ cô? Nghiện á? Giang hồ á? Giang hồ tưởng giật của người giàu chứ này giật của mấy ông này. Giật á, nghiệp ổng á. Và khi là giờ chưa có vợ chưa có con. Chưa có vợ chưa có con. Mà chú này chú bán ở đây lâu năm chưa các cô? Lâu rồi. Ngồi đây à, sáng ngồi đây vậy. Sáng cứ sáng là ngồi đây. Mà chết rồi. Và mấy cô có đi chợ mua ủng hộ chú ấy. Các ông bán mau hết. Thấy người mua giùm, không trúng cũng mua giùm. Dạ, vâng, trời dễ thương quá trời luôn. Mình không cho được người ta nhưng mình giúp đỡ về cũng đúng rồi, mình cứ giúp một hai tờ vé số cũng được cho họ mau hết, họ về sống qua ngày. Rồi đây là hai cô dễ thương quá. Hai cô dễ thương rất rồi. Mà có ai chưa chồng không? Nào ai chưa chồng để giới thiệu chồng Việt kiều nào? Nào thôi rồi được á, vậy được á. Được không? Bây giờ tên gì? Tên Nguyễn Thị Phượng. Nguyễn Thị Phượng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 70, sinh năm 72, năm nay là 48 tuổi. 48 tuổi. Nhưng mà mình khổ, mình thấy ổng còn khổ mình á. Dạ. Có nuôi 4 đứa cháu. Dạ. Ông này á? Tôi á. Chị nuôi 4 đứa cháu mồ côi. Các cháu đây nè. 4 đứa cháu mồ côi. Bốn đứa đó mà tôi quét chợ hàng tháng có 3,5 triệu chứ. Hàng tháng là cô quét chợ. Quét chợ. Thế rồi chồng con đâu? Chồng thì làm mướn. Chồng làm mướn, hai vợ chồng nuôi 4 đứa trẻ mồ côi. Còn có mấy đứa con? 3 đứa con. Rồi có chồng bỏ, rồi chồng chết rồi bỏ đi làm công ty á. Rồi có chồng khác, rồi tôi phải nuôi. Vậy là hai lần chồng. Mà ông sau này tốt hơn ông trước không? Biết nữa, nó không có cho gửi tiền về. Nó lo bên chồng nó chứ nó không lo mà. Tôi nuôi đây nè đó, tôi quét chợ, tôi gom da trai đó, giấy nhóc luôn. Dạ. Tôi gom da trai, tôi dặm thùng rồi. Dạ rồi. Rồi cảm ơn chị. Rồi ai làm mai á? Vâng. Mà có số điện thoại chưa để làm mai chứ? Ở đây là... chứ. Mà nhớ đây là chú có cái ca này để ai có cho nước tiền thì nước mía uống nè. Ai cho tiền thì bỏ vô này. Đây là nước uống này. Ta cho nè, bỏ vô nè, giấy giò nè. Vé giò. Rồi cái ghế này thì cũng có đủ thứ này. Dép này, có đôi đũa này, chai nước. Anh về anh dừng nha. Anh chưa quay. Đây đang là chợ Càng Long. Nhà lồng, giày dép, quần áo may sẵn. Có lịch đi với vợ anh. Cái nào cho nào lại. Chú nói lại con là chú tên gì nhỉ? Thiện. Thiện á? Thiện, năm nay là 50 tuổi. Thường hay bán ở chợ Càng Long. Bán chợ Càng Long này với chợ Dòng Ké rồi. Với bán Dũng Liêm. Dũng Liêm bán á.
Vậy là ai đưa ai chở chú tới đây? Xe chở, xe rước gì à? Là đại lý chở đi à? Dạ, không có đại lý chở đi, xe ở ngoài á. Là bao tiền một lần chở đi hay họ chở giùm? Dạ, chở đi rồi gì nó là về lấy tiền. Đi về lấy tiền, đi xa lấy 100.000, đi gần là lấy 3-7.000. Vậy một ngày chú bán được nhiêu tờ vé số? Bán 100 tờ á. Ngày bán 100 tờ. Bán 100 tờ với 150 á. Bữa nay bán có 60 tờ. 60 tờ mà thì tiền xe hết nhiêu rồi? 60 tờ 70 ngàn. 60 tờ bán 70 ngàn thì làm sao mà đủ tiền ăn? Lâu lâu mới đi một lần. Còn bình thường ở nhà thì ai nuôi chú? Không ai nuôi chứ, ra bình thường thì ra ở nhà ra sáng lấy 10 tờ, lấy 10 tờ, 20 tờ, 30 tờ thì ra cái ra đó ra một lộ đó bán. Có bao giờ đói không chú? Có bao giờ nhà không có gì ăn không? Không, mà không có nhà ở nữa, bây giờ ở nhà trọ nữa. Ở nhà trọ. Hôm nay ở trên thành phố xuống thì biếu chú một món qua gói quà Tết. Đây là có gạo ngon này, rồi mì gói này, bánh quy, nước tương, nước mắm, rồi dầu ăn. Giờ cho cái nhà ở. À, chú muốn cái nhà á? Bây giờ con xây biệt thự cho chú ở chịu không? Chú muốn cái nhà mấy tỷ? Con chỉ giúp chú là giúp chú có cái ăn và cái mặc và giới thiệu mọi người mua vé số giúp chú thôi. Còn có cái nhà thì bây giờ chú, bây giờ mình đi làm, con nói chú là mình đi làm để mình mua nhà, đúng không? Thì sẽ bà con cô bác người ta mua vé số giúp mình, rồi mình có tiền mình tích lũy. Chứ giờ chú xin con cái nhà thì giờ con còn chưa có nhà, sao cho chú nhà được? À, có con giờ mà con, đúng không? Không, bây giờ chú xin cái nhà là không có được. Bà lấy không, 530, nhưng mà con thấy chú nói là chưa có đúng rồi. Con thấy chú nói là chưa có đúng rồi chú. Không, chú nói là ví dụ như bảo một ngày chú đi bán có 50 tờ vé số mà chú phải trả tới 70 ngàn thì tiền đâu chú trả, đúng không? Thì 70 ngàn đó. Bây giờ chú muốn xin cái nhà này, bây giờ cô có nhà không, cho ông mảnh đất cho ông làm nhà. Tôi không có đất đây. Thôi chỉ biếu chú gói quà Tết này thôi. Chú, đây biếu chú gói quà Tết này nhé. Để chú xài đây, món quà này là của chú Danh. Đi xa là 100 ngàn. Thì đi xa 100 ngàn bán 70 tờ vé số thì lỗ rồi đâu còn gì nữa. Thấy người ta cho tiền nữa. Vâng. Đi khách chợ cái người ta cho tiền, thấy vậy ta mua số. Ở đây có này, biếu chú để chú ăn Tết cho khỏi đói. Còn cái chuyện nhà là phải tính sau. Nhà thì tất cả các bọn con hay là mọi người cũng đều phải đi làm rồi tích lũy thì cả cuộc đời mới có căn nhà, chứ đâu phải chú xin cái có căn nhà ngay, đúng không chú? Xin cái nhà nhỏ ở. Con còn cũng đi ở trọ này, chưa có nhà đâu chú. Về. Thôi giờ biếu chú gói quà này ăn Tết nhá. Rồi bây giờ để lên xe cho chú không? Có để lên xe cho chú nhá. Rồi đó, người ta chở thì người ta cũng xách lên xe cho mình ấy. Vâng. Tưởng là có sách lên xe kia, con sách lên xe cho chú dùm. Cái này cũng đưa lên xe nữa nè, rồi cái này cũng đưa lên xe. Vâng. Thôi con chỉ giới thiệu thế để bà con cô bác họ biết thì mua dùm chú tờ vé số. Còn bây giờ chú xin căn nhà thì chưa có đâu. Khi nào con trúng số được thì mới có nhà chú nhá. Nếu mà trúng số cái là mua nhà chú ở ngay. Thôi chào chú nhá. Sẽ đi thăm những cái mình sẽ đi thăm những cái trường hợp khác, còn chú vẫn ngồi đây chú bán vé số nha các bạn. Là sao? Dạ. Anh nhà ở cổng tức cứ nghèo, chạy đạp ôm. Chạy xe đạp ôm á? Thế dạ. Xe đạp của anh đâu? Ở bên bản, thấy mấy đi qua đây. Thế anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi. 48 tuổi, vợ con gì không anh? Vợ thôi, vợ có thuốc bà già thôi, lâu rồi, 10 năm rồi. Thế còn bây giờ mình ở đâu? Em ở Cẩm Thất chẳng, nhà ở Cẩm Thất, có nhà cho anh Hùng biết anh này không? Biết, anh ấy sống ở đây mà. À, sống ở đây luôn.
gian nan lắm. Thế một ngày thì mình đi xe đạp ôm thì ai ôm mình? À, chở đồ không à, chở đồ ăn cho anh ta còn chứ. Thì một ngày kiếm được nhiêu tiền anh? Ngày kiếm mười mấy ngàn, 20 ngàn. Mười mấy, 20 ngàn, thế sao không đi làm mướn, đi chạy đâu xe đạp ôm chứ? Đâu có ai kêu đâu làm. Mình đi... Nó cũng bệnh thần kinh mà. Ai, à, anh này bị bệnh thần kinh á? Bị thần kinh. Và thế nó chỉ cho mua đồ này kia gửi nó chở người này người kia thôi. Dạ. Chở đem giao cho hàng thôi chứ nó không ai dám đi với nó. Dạ. Và lâu lâu nó nổi cơn. Nổi cơn lên. Nó ôm nó chạy những khi nó té hoài nè, mặt mày xé ra nè. À. Nó bị thần kinh chứ không phải là bình thường như người à, ta. À, coi là chú này bị thần kinh. Nhà chú này có con, có vợ, có mẹ con hay là giống có gia đình không? Mẹ con không? Mẹ em chết lâu rồi, em chết 10 năm rồi. Vậy bây giờ ở với ai? Ở mình em. Ở mình. Thế có cưới vợ nữa không? Đâu có cưới vợ đâu, tiền đâu cưới. Tiền đâu cưới? À. Nó cũng tội nghiệp lắm chứ không phải gì á. Nó ngồi từ sáng đến chiều có khi được 5-10 ngàn bạc. Thế thì sao sống? Ai biết đâu, ngồi lang thang vậy nè, cũng khổ vậy, tội nghiệp lắm chứ không phải gì. Mình dạ. Thế bây giờ dạ. Dạ. Bây giờ lấy xe đạp lại đây để chở qua nhá, được không? Đi đây, lấy xe đạp lại đây. Từ sáng tới chiều không ai dám đi chứ không phải gì em. À. Em đi nguy hiểm lắm, ví dụ như đi mình thương nó. Dạ. Mình muốn đi chở nó đi. Vâng. Đi cho nó kiếm tiền nhưng mà mình không dám. À. Rồi đi tai nạn mình sao thà mình cho nó 50 ngàn. Vâng. Ví dụ vậy đó. Chứ dạ. Mình không dám đi nó. Tại vì vâng. Chú có nhiều bệnh. Vâng. Vậy chứ mình thấy cũng tội nghiệp, nó ngồi gì cái kêu nó bán với số, nó trời bán rồi đuổi người ta lấy mất rồi, nổi cơn khùng rồi nó làm rớt mất rồi sao, ví dụ vậy mình cũng muốn đưa cho nó bán với số. Vâng. Thấy gì thấy tội nghiệp, nó giờ lấy vài tờ số đi bán đi để ngồi không ai đâu mua. Vâng. Ai đâu chở đi ngồi tối ngày thì từ sáng tới chiều khi có mười mấy vâng. Bà 20. Vâng. Vậy thấy cũng tội đó. À có là các bà ở đây năng để giúp nó. Ví dụ dạ. Vậy mình cũng muốn dạ, liên hệ với số đưa cho dạ. Nó để nó bán dạ. Nhưng mà nó nói thôi. Dạ. Con bán khi con làm mất tiền của cô rồi làm sao? Dạ. Ví dụ vậy chứ không gì dạ. Nó mình cầm 10 tờ giấy số thì bán thì cũng lời được 10 ngàn. Mà nó không chịu, nó nói không phải gì con bán thì con đó thì con lợi lên trên chứ con bỏ mất con không có tiền để làm dạ. Cho cô. Vâng. À, thần kinh không ấy đúng không? À đây có cái xe đạp đây đúng không cô? À đây này. À. Cái ngồi như chỗ con to con bi, con bán khỏi thành thì đâu phải sáng đến chiều có khi được 10 ngàn bạc. À vậy có cái xe đạp đây á. À có xe đạp làm vốn. Làm vốn á. À. Mà có khi chạy có 10 ngàn, mười mấy ngàn bạc. Cô lấy cho con một phần quà, xong rồi cô lấy một phần nữa đi. Lấy cho con một phần trong đấy, cô bỏ ra đây dùm con vậy. Để cho chú này. Thế hàng ngày ăn cái gì anh? Ăn cơm tiệm. Cơm tiệm á? Ngày làm được nhiêu mà ăn cơm tiệm? Bữa nào trúng mánh thì 20 ngàn. Trúng mánh là trúng sao? Chở được nhiều. Chở được nhiều. Thì một ngày mà làm được nhiều tiền nhất là nhiêu tiền anh? Bữa nào làm nhiều là 100 ngàn. 100 ngàn, à, 100 ngàn thì mình xài những việc gì? Mình xài mình mua gạo, mình ăn cơm. Gạo mình ăn cơm. Rồi có mua rượu để uống không? Không, em bệnh tim rồi đâu. À bệnh tim không uống rượu đúng không? Dạ. Thế anh có nấu ăn ở nhà không? Dạ, em ăn cơm tiệm. Cả cơm tiệm hết, lúc nào cũng ăn cơm tiệm. À. Thế bây giờ cho gạo thì có ăn được không? Cho gạo về có nấu cơm ăn được không? Em nấu. Cho gạo về nấu được đúng không? Đấy, không được. Chạy chậm chút xíu vô nhà trọ. Đây cái xe đạp của anh ấy đây á. À, trời ơi. Đây thôi biếu anh một cái phần quà này gồm có gạo này, mì này, nước tương, bánh, đồ ăn. Anh biết nấu cơm không? Dạ biết. Dạ biết rồi, anh xách lên giùm em đi. Xách được không? Chở đồ dùm ta. Đây là món quà của chú Danh nhá. Anh mở cái này ra. Dạ được rồi. Ăn cho xin phần. Rồi giờ anh đi về á. Xe đó, miếng thằng phần mà xe đó đi, nó ở mình thú rồi sao.